Thưa quý vị, với điều kiện cảng biển, đường giao thông thuận lợi, nguồn lao động dồi dào cùng với cơ sở hạ tầng được đầu tư phù hợp, môi trường đầu tư thông thoáng, Bà Rịa Vũng Tàu luôn làm các nhà đầu tư Nhật Bản hài lòng, chọn làm điểm dừng chân. Toàn tỉnh hiện có 45 dự án của doanh nghiệp đến từ Nhật Bản với tổng vốn khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ năm trong số các quốc gia có vốn đầu tư FDI tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Trong đó có 25 dự án đầu tư Nhật Bản đã đi vào hoạt động. Theo đánh giá của ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, các dự án với số vốn đầu tư từ Nhật Bản thường thực hiện nhanh, đúng như cam kết trong giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng công nghệ tiên tiến. Mặc dù số lượng dự án và vốn đầu tư đăng ký chưa nhiều, nhưng tỷ lệ vốn thực hiện đạt khá cao, chiếm khoảng 75% so với tổng vốn đầu tư đăng ký. Nhiều dự án quy mô lớn về công nghiệp cảng biển của Nhật Bản đã và đang được đầu tư tại tỉnh với công nghệ hiện đại của nhiều tập đoàn và các công ty có thương hiệu lớn như Vinacuay, Nippon, Asahi, Mitsubishi, Daiichi, Sojitz, Sumitomo, Barubeni, Nitori. Các dự đi vào hoạt động góp phần tạo nên nền công nghiệp hiện đại, sử dụng ít lao động và không gây ô nhiễm môi trường, tập trung chủ yếu sản xuất các mặt hàng như thép, khí ga, tái chế nhôm, bột nhôm, sản xuất giấy, nhựa, đồ gỗ, đồ nội thất và ngoại thất. Các nhà đầu tư Nhật Bản chọn Bà Rịa Vũng Tàu vì các khu công nghiệp có hệ thống hạ tầng đồng bộ hiện đại đạt chuẩn quốc tế, sánh tầm khu vực đặc biệt bà rịa vũng tàu có những lợi thế phát triển công nghiệp tạo nên sự khác biệt mà các tỉnh thành phố khác không có